Bạn là người mới chơi Go Jet Dream Boy. Vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn không may mắn bị một con sát sống cạp. Cái chết là 100% không thể tránh khỏi. Bạn lên Facebook và hỏi mọi người cách chữa trị và 99% sẽ bảo uống một chai thuốc tẩy, plague sẽ khỏi. Bạn làm heo và nốc một chai, nhân vật của bạn ẩn sau đó không lâu. Vậy có cách nào sống sót khi lỡ uống thuốc tẩy không? Câu trả lời là có. Theo cơ chế game thì nốc một chai thuốc tẩy nó sẽ lập tức cộng cho bạn 120 điểm bệnh tật và bạn sẽ mất máu dần theo thời gian. Có một thứ giúp giảm chỉ số này đó là củ sả. Ăn một củ sẽ giảm 12 điểm bệnh tật. Củ sả có thể được tìm thấy với tỷ lệ cực kỳ hấp khi lượm nhặt trong rừng. Thay vì nốc thuốc tẩy để thì ta có thể tận dụng nhân vật đã bị cắn làm nhiều thứ, cất đồ vào một nơi an toàn, hay xông vào một lũ hay ma khát máu, dọn đường cho lần chơi tiếp theo. Giúp mình đăng ký kênh Phép Gaming nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.